Đường vôi nhà cũ thì đây là giải pháp cho bạn. Với tấm nhựa nano Haroma này thì nó được mệnh danh là vật liệu chống ẩm mốc hiệu quả nhất đến thời điểm bây giờ. Nhà cũ tường mà đã bị bong chóc bở bục thì anh chị em thì mình không thể bỏ qua vật liệu này mọi người nhá. Bề mặt sau nó thiết kế dạng lỗ rỗng như thế này, bề mặt sau thì nó sẽ khóa ẩm anh chị em ạ. Đấy, mặt sau cốt nhựa này. Và bề mặt trước thì giữ nguyên cái vẻ đẹp. Các bác nào mà đang cần cải tạo lại nhà, chi phí hạn hẹp thì đây là một vật liệu phù hợp anh chị em nhé. Và mọi người ơi, tại sao lại như thế? Cốt nền tường của những đặc điểm của nhà cũ, tường vôi, cốt nền tường nó hay bị yếu. Vì thế với cái thiết kế là dạng hèm khóa âm và hèm khóa dương như thế này, khi thi công thì anh chị em nhà mình sẽ sử dụng những con ke inox, khoan bắt vít giữ cố định nắp và hèm âm này, khoan bắt vít giữ cố định vào tường hoặc trần, sau đó thì nắp tấm tiếp theo, nhờ đó mà nó rất là chắc chắn anh chị em nha. Nhà cũ thì đây là một vật liệu anh chị em mình không thể bỏ qua, với giá thành của nó rất là rẻ thôi, giá vật tư mua buôn là chưa đến 100.000 cho 1m2 tấm nhựa nano cốt nhựa nguyên sinh như thế này. Còn với anh chị em nào mà mua lẻ hoặc cần làm hoàn thiện thì nó phải cộng thêm các chi phí khác nữa. Giá mà Hạ vừa báo là giá mua buôn anh chị em nhé, giá sẽ thay đổi theo từng thời điểm, nó sẽ từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 tùy theo từng thời điểm và tùy theo số lượng của các anh chị nữa. Đấy, làm hoàn thiện thì nó cũng tầm khoảng từ hơn 300.000 đến hơn 400.000 cho 1m2, tùy theo anh chị em ốp trần, ốp tường hay tùy theo hiện trạng nhà của mình. Thì đây là một trong những vòng vật liệu mà giúp cho các anh chị em nhà mình lột xác hoàn toàn ngôi nhà mà không cần phải xây lại. Đó. Có rất là nhiều màu vân khác nhau cho anh chị em. Một trong những cái màu hoa giấy phù hợp với đại đa số anh chị em nhà mình đây là màu hoa giấy này. Ngoài ra thì những bác nào cần sang hơn thì có thể sử dụng thêm những cái tông vân đá, tông gỗ và rất là nhiều những màu sắc khác nữa tùy theo thẩm mỹ thị hiếu của từng gia đình. Kho nhà Haroma ở Hà Nội và chuyên về các dòng vật liệu mới, tấm nhựa ốp tường, trần sàn cho nội và ngoại thất. Và nếu như anh chị anh mình có bất kỳ câu hỏi nào về các cái hiện trạng nhà mình hay là băn khoăn cần thêm những thông tin về các dòng vật liệu để muốn làm phân phối thì liên hệ ngay trực tiếp với đội ngũ của Haroma để được tư vấn hỗ trợ những cái thông tin về vật liệu nha. Cảm ơn các anh chị anh mình đã theo dõi hết video. Đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật xu hướng vật liệu mới cùng Lê Hạ Haroma nhé.